tôi với đậu thực hành không mẹ? Không có rồi. Thực hành người cậu bỏ này vô kia cái mà nó nổ. Có thực hành chưa? Chưa. Nếu như thực hành được bỏ xa cái là hỏng mà. Đúng. Mình mà hóa hầu như chỉ học lý lý thuyết thôi, thực hành cũng lâu à. Cái nhất bắt nó đơn vị rồi á. Nhưng mà thử quỳ tím rồi các kiểu thì được. Còn mấy cái mà căng mình là làm sai lại nó đi cháy nổ liền. Không cái mấy cái khí đồ á, khí tên motor nè rồi thì đầu nó cũng rồi mấy cái đó mới khó chứ giam bê cái thực hành đó mà ai dám làm. Rồi giam bê cái thực hành nhưng mà nó câu ai dám làm cũng như không. Xương chim đẹp nha. Được cái món nữa. Nếu con đúc xương chim này con. Tiếng này không mẹ? Nó heo trong hơi người. Ăn máu đưa miếng bánh tét này máu nó hết rồi con chưa kịp uống luôn biết ăn đồ uống hết chứ biết là chú ăn không đó ông nói sao mà ông kia chú ơi chú à kia chú ít ăn nhớ á đây chưa tụi con riết thành đó tu là gấp đó tu là gấp à. Đố chú con kiếm nè. Chú con có chết á. Cái bộ phận nào á, nó không có xương răng. Xương chú y. Đúng rồi. Bộ mốt ông nào có xương chú y không? Ngon quá. Ủa, ăn vô hết rồi đó chị. Ăn ở thằng làm sao không á? Mình ăn ké đi, ăn ké không đi cũng được. À, để cho tí ăn ké nha. Ngon quá. Lớn nhất nè. Ừ, ngon. Cái hành này thấy không? Nó thơm đúng không? Ừ, nó ngon. Cái tép bắt cao mà không bọc nữa thôi. Dạ. Kêu ăn ké ơi. Không. Chỗ nào kêu đỡ chú tí ăn bánh tráng cho. Kêu đỡ chú tí ăn ké nha. Tiếp. Mình, tao, mày. Kêu mày ăn tráng ra kia. Giờ tắm thì giống ăn luôn rồi. Tập luôn. Rồi. Thôi. Thằng tiếng ăn thì nó có bụng chưa vậy? Em có chốt các video lần sau.